Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em lên cho phiên bán hàng của ngày 24 tháng 12 năm 2022 để chia sẻ tới các bác những giò lan rừng của vùng Hòa Bình Tây Bắc chúng em ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là tại Bản Lác, Trường Châu, Mai Châu, Hòa Bình các bác nhá. Đầu tiên em xin chia sẻ tới các bác là một giò lan đùi gà dẹt rất là nhiều thân như này. Dòng đùi gà dẹt này thì cũng đang chuẩn bị bắt đầu sưng mắt nụ rồi để hoa này cho Tết rồi. Tết này cho hoa rồi các bác nhá. Giò này mã D40 350.000, mặt hoa của nó rất là đẹp ạ. Mặt hoa sẽ là màu tím trắng. Đây, giò lan rất là nhiều thân luôn này các bác ơi. Thân to nhá. Rất là nhiều thân luôn ạ. Hàng nguyên bản nhà em mới cắt rừng về đây ạ. D40 350.000. Mã D39, em vẫn có một giò lan đùi gà dẹt nữa này các bác ơi. Tất cả đều là hàng nguyên bản nhà em mới cắt rừng về thôi nhá. Giò này cũng rất là nhiều thân cho hoa này. Mã D39 150.000, hoa lan đùi gà dẹt. Đấy, chắc hẳn các bác yêu hoa lan đều biết rồi đấy ạ. Hoa lan đùi gà thì rất là đẹp rồi. Và hoa còn ra hoa vào đúng dịp Tết nữa này. Mã D37 170.000, vẫn là giò lan đùi gà dẹt nguyên bản đấy các bác ơi. Các cái thân nó đẹp. Đây. Mã D37 170.000. Vâng, vẫn là một giò lan đùi gà dẹt mà rất là đẹp đây các bác ơi. Cực kỳ nhiều thân nhá. Giò này thì giá thể nó đang hơi bị bục này. Bị bục giá thể rồi. Các bác về mình có thể thêm giá thể vào. Mình có thể thêm tổ quạ hoặc là mình có thể buộc thêm thân cây vào. Mã D36 280.000 ạ. Hoa lan đùi gà dẹt thân thì rất là nhiều luôn. Đây, rất là nhiều thân cho hoa nhá. D36 280.000 ạ. Mã D38 em có dề đùi gà dẹt này các bác ơi. Dề đùi gà dẹt này cũng rất là nhiều thân. Nhà mình có cây gì các bác về mình cứ ghép lên cây đấy thì cũng rất là dễ thuần thôi. Hoặc là mình có thể ghép bao gỗ lúa và dớn hoặc là mà tổ quạ đều được ạ. D38 200.000 ạ. Đây, nguyên dề nhá các bác nhá. Nguyên một dề như này ạ. Dề rất là to luôn. Tiếp theo là một giò lan combo ạ. Hoa lan ạ. Có cả hoàng thảo kim thoa và có cả đùi gà này các bác ơi. Các cái thân thì vàng óng rất là đẹp luôn. Combo hàng nguyên bản các bác nhá. Mã D34 200.000 ạ. Rất là đẹp này các bác ơi. Có đùi gà tròn và hoàng thảo kim thoa. Mã D35 vẫn là một giò lan đùi gà tròn hàng nguyên bản nữa đây ạ. Hàng nguyên bản giá thể nó thì rất là chắc chắn rồi. Nên giá thể rất là đẹp. Mã D35 180.000, đùi gà tròn thì hoa cũng rất là đẹp. Mặt hoa sẽ là màu tím trắng có họng đen các bác nhá. Cũng nở hoa vào dịp Tết luôn ạ. Dòng đùi gà tròn nguyên bản và tất cả các giò lan nguyên bản bên nhà em và hàng lan bên nhà em đều là hàng lan rừng thôi. Chăm sóc rất là đơn giản và đều để giá rất là hợp lý, giá phải chăng rồi. Nên là nhà em không bao ship các bác nhá. Các bác sưu tầm hoa lan bên nhà em thì các bác tự trả tiền ship ạ. Và nếu bác nào thiện chí ủng hộ nhà em nhiều từ 5-6 giò trở lên thì nhà em sẽ bao ship cho các bác ạ. Giờ này mã D35 180.000 này, đùi gà tròn nguyên bản ạ. Mã D33 vẫn là một giò lan đùi gà tròn. Giò này thì đã được nhà em bóc rừng về thuần vào chậu nhựa các bác nhá. Và thuần rất là nhiều thân này các bác ơi, thuần rất là nhiều thân luôn. Rễ đã ra bám giá thể rồi các bác nhá. Đây, các cái rễ nó cũng đã ra bám giá thể. D33 180.000 ạ. Mã D27 là giò lan ạ. Tam bảo sắc, hoa lan tam bảo sắc thì hiện tại cũng đã được nhà em bóc rừng về thuần vào chậu nhựa này. Các cái rễ mới ra này, ra rất là dài rồi và được gọi là khá là rất là thuần rồi đấy ạ. Chậu này có cụ thể là 8 ngọn các bác nhá. Mã D27 180.000 đây, giò lan rất là sung xuê luôn ạ. Mã D26 160.000 vẫn là một giò lan tam bảo sắc này. Dòng này thì hoa màu tím trắng, hoa rủ và đặc biệt dòng này hoa rất là thơm này. Nở hoa vào tháng 4 ạ. D26 160.000. Đấy các bác ơi, chậu lan rất là đẹp luôn. Mã D28 vẫn là giò lan tam bảo sắc nữa này. Đây, lá rất là mướt các bác nhá. Đây, hàng rừng thôi nhưng mà tam bảo sắc nhà em dạo này hàng lá rất là đẹp luôn. Mướt đẹp ạ. D28 180.000. Dòng này cũng rất là dễ chăm sóc và dễ ra hoa thôi ạ. Mã D10 em có giò lan sơn thủy tiên thuần chậu nhựa và cũng rễ cũng đã bắt đầu ra rồi các bác nhá. Rễ em nhà em cũng mới thuần được tầm hơn 1 tháng nay thôi và rễ cũng bắt đầu ra bám giá thể thôi ạ. Mã D10 170.000, dòng sơn thủy tiên này thì mặt hoa sẽ là màu vàng ạ, nở hoa vào đầu xuân. Mã
chín vẫn là giò lan sơn thủy tiên này. Đây, các cái thân rất là đẹp luôn. Giò này thì sum xuê các bác nhá. Thuần rất là đầy đặn ạ. Mã D9 200.000 ạ. Mã D30. D30 em có giò lan à. Hoàng thảo long nhãn. Thuần trên cái này là gốc cây tắc kè đá này các bác ơi. Đây. Mã D30 250.000 ạ. Rất là nhiều thân tơ này. Dòng này thì mặt hoa sẽ là màu vàng họng đen, mới tua tua và nở hoa vào tháng 2 đầu xuân ạ. D30 250.000. Mã D29 vẫn là giò lan hoàng thảo long nhãn này. Giò nào cũng rất là nhiều thân, đều thuần trên ok, các kẻ đá này các bác sưu tầm về thì mình có thể đặt vào chậu thì rất là đẹp ạ. D29 240.000 các bác nhá. Giò nào cũng rất là nhiều thân tơ luôn ạ. Mã D24, em có giò lan quế tím này. Đây, quế tím được thuần trong chậu nhựa và chậu nào cũng rất là nhiều thân. Thân quế tím rất là đẹp nhá. Mã D24 150.000 ạ. Mã D25 vẫn là chậu lan quế tím này các bác ơi. Dòng quế tím này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím đậm nhá. Màu tím đậm và nở hoa vào tháng 4 ạ. D25 150.000 ạ. Tiếp theo em có giò lan xương cá này lên để chia sẻ với các bác này. Giò lan xương cá này, thân nó như này các bác nhá. Thân rất là đẹp như này. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng ạ. D23 150.000 ạ. Hàng nguyên bản các bác nhá. Đây, mình có thể sưu tầm về để cho bộ sưu tập hoa lan của mình thêm phong phú hơn này các bác ơi. Thân hình rất là đẹp luôn, giống cái xương cá luôn ạ. Mã D23 150.000 ạ. Mã D18 em có giò lan thanh đạm sữa. Hoa lan thanh đạm sữa thuần chậu nhựa này các bác ơi. Thuần rất là đầy đặn. Và dòng này cũng sắp chuẩn bị cho hoa rồi các bác nhá. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng ạ. D18 120.000. Mã D19 vẫn là giò lan thanh đạm sữa này. Đây, giò này thì thuần trong cái chậu. Chậu to hơn và cũng rất là nhiều thân. D19 150.000 ạ. Còn có cả kiếm tiên vũ các bác nhá. Giò này có bo này, còn có cả kiếm tiên vũ và thanh đạm sữa này. D19 150.000 ạ. Mã D20 là giò lan nhất điểm hồng, được thuần trong chậu nhựa này. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 4 ạ. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng nhụy màu hồng này. D20 150.000 ạ. Mã D31 em có giò lan phi điệp vàng, được thuần trên gốc cây tắc kè đá các bác nhá. Đây, có lá cây tắc kè đá mọc lên nữa này. Các cái mầm gốc nó đang lên rất là nhiều này. Và dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng hơi đen đỏ, nở hoa vào tháng 8, tháng 9. Các bác có thể sưu tầm về, mình cài thêm gói phân dê vào. Thì mỗi khi các bác tưới nó sẽ ngấm vào giá thể và sẽ nuôi dưỡng lan được tốt hơn. Vài tháng nữa thì các cái mầm gốc này sẽ rất là dài đấy ạ. Là các bác chơi thân chơi lá trước nhá. Mã D31 240.000 ạ. Mã D32 vẫn là giò lan phi điệp vàng nữa đây ạ. Đây, các mầm tơ nó đây các bác ơi. Mầm tơ rất là mập nhá. D32 200.000 ạ. Tiếp theo em có đặc sản của Tây Bắc lên để chia sẻ với các bác nữa này. Đầu tiên em chia sẻ với các bác là măng nứa rừng các bác nhá. Đây, măng nứa rừng được nhà em phơi rừng phơi khô tự nhiên đấy ạ. Không có chất bảo quản đâu. Phơi khô tự nhiên nên là màu nó không được đẹp lắm nhưng mà rất là ngon các bác nhá. Dòng này rất là thơm ngon đấy ạ. Một gói như này nhà em đóng gói 1kg và có giá 300.000 ạ. 300.000 1kg các bác nhá. Và nhà em có bán từ 5 lạng ạ. Măng bươn sợi. Tiếp theo là măng bươn sợi này các bác ơi. Đây, măng bươn sợi tách thành sợi bé như này. Các bác mang về mình có thể luộc qua đi, luộc sơ qua đi xong rồi mình xào các bác nhá. Xào thì rất là ngon luôn đấy ạ. Xào tỏi cũng rất là ngon ạ. Một gói như này 1kg và có giá 240.000 ạ. Tiếp theo là măng bầu này. Măng bầu cũng được phơi khô tự nhiên này các bác ơi. Đây, măng bầu mà một gói như này có giá 200.000 là được 1kg ạ. 200.000 một gói như này các bác nhá. Tiếp theo em có mật ong rừng đây này các bác ơi. Mật ong chuẩn rừng nhá. Và nhà em có bảo hành cho các bác luôn đây ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Long lanh mật ong rừng đấy ạ. Mật ong thì rất là nhiều tác dụng rồi. Các bác có thể sưu tầm về mình để làm quà biếu Tết thì rất là tốt đấy ạ. Mã D11 em có giò lan hài giáp lên để chia sẻ với các bác đây này. Dòng hài giáp này hiện tại đang có nụ rồi các bác nhá. Đây là bông nụ của hoa lan hài giáp. Thân lá thì rất là đẹp luôn. Mặt hoa
thì màu xanh nhạt ạ, hoa lan màu xanh nhạt và cọng hoa này sẽ rất là cao so với bề mặt lá này các bác nhá. Mã D11 150.000 ạ, dòng hài thì hoa rất là bền. Mã D15 vẫn là mùa gió lan hài này, hoa lan hài vệ nữ. Hài vệ nữ này thì sẽ nở hoa vào tháng 2 đầu xuân, mặt hoa sẽ là màu tím xanh ạ. Đây nhà em thuần trong chậu nhựa rất là sum suê luôn, cực kỳ nhiều thân. D15 150.000 ạ. Mã D14, D14 vẫn là một giò lan à, hài vệ nữ này này các bác ơi. Đây, giò nào nhà em cũng thuần rất là đầy đặn các bác nhá. D14 150.000 ạ. Tiếp theo em có giò lan hài đuôi công. Đây tất cả các dòng hài nhà em thì các bác sưu tầm về mình có, nên treo ở thấp ạ. Mình nên treo ở thấp vì dòng hài nó không ưa trên cao các bác nhá. Thấp nó sẽ phát triển rất là tốt hơn ạ. D17 150.000 là giò lan hài đuôi công, hiện tại đã qua hoa. Các bác có thể sưu tầm về mình để làm giống và chơi thân chơi lá. Đây các bác ơi, rất là nhiều mầm tơ đang lên nhá. Mầm tơ đang lên sum suê luôn đây ạ. D17 150.000. Mà D16 vẫn là giò lan hài đuôi công nữa đây ạ. Đây, thân lá cũng rất là đẹp mướt các bác nhá. D16 150.000 ạ. Mã D22, em có chậu lan kiếm tiên vũ này. Hoa lan kiếm tiên vũ rừng các bác nhá, được thuần trong chậu nhựa đây ạ. Rất là nhiều thân luôn. Dòng kiếm tiên vũ này thì hoa màu vàng và sẽ nở hoa vào mùa hè ạ. D22 180.000. Mã D21 vẫn là chậu lan kiếm tiên vũ thuần chậu nhựa này. Đây, chậu nào cũng rất là nhiều thân. Chơi cho hoa thì mình có thể sưu tầm về mình chơi thân chơi lá trước ạ. D21 170.000 ạ. Em có giò lan trúc đen này các bác ơi, giò lan trúc đen hàng nguyên bản các bác nhá. Đây. Đây. Trúc đen hàng nguyên bản các dừng về đây ạ. Dòng trúc đen này hoa cũng rất là đẹp, mặt hoa sẽ là màu vàng và bông đơn như bông mai ạ. Mã D6 200.000 nở hoa vào tháng 2 đầu xuân ạ. Mã D4 là giò lan hoàng thảo kim xoa, được nhà em bóc dừng về thuần vào chậu nhựa như này. Đây thuần cực kỳ nhiều thân luôn. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng đen và hoa vào tháng 4, tháng 5 ạ. D4 180.000. Tiếp theo vẫn là một chậu lan hoàng thảo kim thoa rất là nhiều thân đây. Giò này mình mà đặt vào chậu thì cũng rất là đẹp đấy ạ. Đây, đặt vào chậu đến mùa cho hoa thì rất là sai hoa. Mã D5 280.000 ạ, được thuần trên gốc cây tắc kè đá các bác nhá. Đây. Mã D3 là giò lan và hoàng thảo kim thoa. Đây là hàng nguyên bản các bác nhá. Đây, giá thể của nó đây ạ. Hàng nguyên bản rất là đẹp luôn. Thân cây thì sum suê. Các bác có thể thích sưu tầm giò khủng thì các bác có thể sưu tầm giò này về mình treo rất là đẹp luôn đấy ạ. Thân nó rất là nhiều các bác nhá. Mã D3 600.000 ạ. Mã D2 là giò lan phượng này, hoa lan phượng vĩ. Dòng phượng này thì chịu được sự nắng nóng rất là tốt và nó sẽ nở hoa vào mùa hè. Các bác có thể sưu tầm về mình đặt, mình để trực tiếp ở ngoài nắng ấy ạ. Càng được nắng thì sẽ càng ra hoa nhiều. Mã D2 150.000 ạ. Mã D1 vẫn là một giò lan phượng vĩ nữa ạ. Đây, thuần rất là nhiều thân như này các bác nhé. Hiện tại đã rất là thuần rồi. D1 150.000 ạ. Mã D13 là giò lan trồn, hoa lan đuôi trồn các bác nhá. Dòng đuôi trồn này thì có rất là nhiều thân này. 7 thân ạ, có 7 thân thuần trong chậu nhựa. Và bên trong này là có giá thể vỏ thông và dớn vụn này các bác ơi. Đây, mình có thể sưu tầm về, tháng 4 sẽ ra hoa. Mặt hoa sẽ là màu tím trắng, hoa rủ rất là đẹp ạ. Mã D13 140.000. Mã D12 vẫn là giò lan vẫn là giò lan đuôi trồn nữa đây ạ. Giò này thì có 4 ngọn các bác nhá. Đuôi trồn phần chậu nhựa. D12 100.000 ạ. Mệt không? Mã D8 là giò lan hồ điệp rừng. Hồ điệp rừng phần chậu nhựa và có những cái cây tổ quạng mọc lên rất là đẹp này các bác ơi. Đây. Một giò lan hồ điệp rừng. Dòng này thì sẽ nở rộ vào mùa hè ạ. Mặt hoa của nó sẽ rất là nhiều màu. Hoa nhỏ thôi nhưng mà rất là sai hoa các bác nhá. Mã D8 150.000. Dạ vâng, đây cũng là giò lan cuối cùng của video nhà em ngày hôm nay nên để chia sẻ với các bác ạ. Em rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em xin chào tất cả các bác ạ.